con xe này. Lên đi. Rồi.
đại chứ đồ không hả? Thiếu khoan khoan, thiếu nè, thiếu là thiếu cát á. Thiếu cát. Thiếu cát đó thôi ra kìa. Giữ giáp. Giữ cát coi như là. Giữ bà hai, nhớ giữ giáp bà hai. Bà hai nhớ giữ giáp nha bà hai. Quên, nãy hỏi vậy đó, ở kia đi, có bà hai đây. Giữ nha. Cáp rồi à? Mát lát mua vé má. Ở trên đỉnh á. Đi cáp thì vô con đường này. Đi bộ là suốt ở đằng kia phải không? Đi đường này đi vô. Phòng vé. Ê lộn lộn cái chừng đi chết bắt trượt cái nhỏ ơi. Bây giờ khẩu trang là mua 2 hộp, 2 hộp à? Đây là cam nhân. Dạ. Ở đây có cái số bộ hôm nó đặt hàng anh đó là nó còn đấy. Tìm việc sao hả? Có bạn không? Nói chứ ta có bạn mà. Đây có mình con không cậu à? Ừ, được rồi. Sớm. Anh còn số hắn không? Mấy số đấy rồi bơm hông? Để em ăn đi tên nó để em về ra là nó về em không phải. Đẹp không? Đẹp ghê. Lần đầu tiên ba mẹ có đi. Có một lần em đi như là đứng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới vô được cái khách. Đứng ở ngoài đó mới vô đây. Trước đó tầm lắm. Mấy tiếng? 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ á. Sắp chịu không nổi phải bay ra ngoài đó. Hôm nay có tiếng dịch, dịch đi, thành ra cũng giảm hết. Chùa Ba Tây Ninh. Có việc gì đi, cháu tôi đi 8 người mà nửa chừng nó chịu không nổi, nó leo rào bỏ. Dạ. Đi mấy đứa nhỏ là không ôm được, thả cho nó chạy nhông à. 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới leo được cái cáp á. Hồi đó là khiếp luôn. Họ đi bơ từ thời gian đó là đi bộ lắm. Đi bộ từ dưới lên đi tiếng đồng hồ. Mới lên chỗ cống là cống xong đi tiếng nữa. Mình mua rồi mà lên không được cũng bỏ. Mẹ có lỡ khi đông quá. Đông quá. Đây bây giờ là nó nói tầm bay nó đông cả gấp 50 lần ở cho đất á. Đây là quế đó.
không bao giờ mà có mấy mùa này là không bao giờ có cái trống này này. Lúc nào hôm đó tôi đi tháng 2 á mà đông vậy á. Dạ. Chứ đừng nói tháng giêng này, tháng 2. Thử mà bắt đầu có hết cái là mặt sức mà đông. Hết mùa dịch này đi vậy. Với lại có cái cáp trên đỉnh đó. Dạ. Cáp trên đỉnh đó, mùa dịch này muốn giảm. Cáp lên đó. Lên tới đó là lên đi du lịch trên đó là cho đến đâu có xuống được rồi. Nên đậm bớt cô đâu đi xuống cáp trên đó là con đi lên đi được rét à. Dạ. Mình đây mình lên tại đó luôn chứ sao không? Mình lên hai phần à. Chứ đâu có lên được trên đó, trên đó là đi trên đó lên như đỉnh luôn, còn này lên tới chùa. Dạ. Mình đi tới chùa rồi lát mình quay cho xuống mày mới đi bên mua, kia mua đi nữa, đi nữa, xuống, đi, nữa. Nữa. Đi lên đỉnh. Đi xuống là đi ra ngoài cổng á. Ừ, rồi phải mới đi mua lại nữa. Thì cáp này nó mắc tiền mà lên đó giờ đi du lịch rồi đi chơi thôi. Chơi thôi, khách sạn đó. Có khách sạn đó. Đó, đó trên đó đó. Ừ, đó. Nhà ga, nhà ga. Như cậu đi núi Bà Nà chưa? Chưa. Phạm Cơ. Hiểu Phạm đang xem. Phạm Cơ là ăn gỗ. ăn gỗ ơi. Xe rồng ăn gỗ không đi, cháu đốc với anh Lực. Anh gỗ nhận gì không để anh Lực vải giùm cho. Ba da, bụng da chứ được. Ủa sao lại kẹt thục không? Yếu. Cái đường đó đường gì mà đi bộ hả? Máng trượt. Cái máng trượt lên. Mà sao mình không đi đường đó? Con đi cái đó. Buồn ghê lên đến này yêu à. Núi là cao chứ. Máng trượt là chắc có lẽ mình đi xuống thôi chứ đâu có đi lên được không? Lên được chứ. Lên xuống cũng được. Nó có máy kéo mà. Máy kéo hả? Dạ máy kéo. Máy kéo mà xà cáp nó nhỏ, cái xà cáp nó chút xíu không? Mình cứ sợ tưởng tượng mình cứ đi lên giờ này nó ít đây đi nè, cái chiều nó mát nó đi nè, chiều mát nó xuống mình thấy đó mắng trượt mấy bên kia bên đây ít người nó vẫn còn mắng trượt sao thôi cái mắng trượt ngay qua lá cờ cờ ủa sao nhìn núi nó đi nó mất sao nhìn núi đi nó đâu có leo nổi đi nữa mình trên cao mà con. Mình muốn con đi máy bay là giống vậy đó, con đi máy bay là giống vậy đấy, bay đi cao rồi đấy. Con tưởng tượng phải con đi hình được. Con có tưởng tượng đấy, ở Sài Gòn con mới được đi máy bay. Cờ đang lắc không con nghĩ luôn con. Tháng 6 đứng đi. Đừng mắng trượt đi. Không, con vẫn thích đi máy bay hơn. Mắng trượt thì nó đi vòng vòng. Đi được máy bay chứ. Chưa. Chưa được đi lần này chắc phải lên Sài Gòn rồi mới có điều kiện thôi chứ ở dưới đó chịu. Mai mốt học lớp 4 con này. Đào đường chưa đi lần nào nữa nè. Chỉ có biết đi xe thôi, khổ rồi đó. À, đường dưới là mượn mấy chỗ. Mẹ chú ở đâu? Đi xe mà bắt lật nó mua xe đi không chịu. Không, không thiệt. Đi xe mệt lắm đi đâu. Mày nó đi vậy là mẹ đúng không? Mấy lần mua chiếc xe về bỏ đặt chôn vòng tiền rồi tốn một năm mới tốn rồi đi đăng kiểm. Chà, mắc trượt đi cũng hói ha. Xuống là mình tự thắng đó nha, chứ không phải ấy. Vậy hả? Thắng là mình tự thắng.